Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nha. Các mã hàng bên em các bác có thể liên hệ tới các số hotline này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ví đựng giấy tờ này. Con này thì siêu đẹp luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ để mình bỏ trong bao lô vali này, hoặc là các bác đựng để mình để trên ô tô này. Hàng này thì nó chất liệu của nó là da tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên này. Và con này của nó thì hàng của thương hiệu Toyota đây, Toyota, tức là của hãng Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô nhá. Đấy, của Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô, cho nên là con này thì bên em thanh lý được và cái giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp, chất lượng này. Đấy, khóa kết nối này, khóa kết nối rất là ngon luôn. Đấy, chất liệu của nó này các bác có thể dùng để mình đựng chiều rộng thì chiều dài khoảng 20 cm, chiều rộng thì nó vào khoảng là 12 cm nhá. Đấy, và rất là vừa xinh thì các bác đựng giấy tờ này, đựng tiền đựng giấy tờ rồi nói chung là đăng kiểm đăng kiếp rất là ok luôn nhá. Hoặc là các bác có thể mua để mình đựng giấy tờ bỏ vào xe máy hoặc là để nhà cũng ok đó. Nói chung là lên mã giúp cho em là ví giấy tờ, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví giấy tờ này, ví giấy tờ nhá, đó, ví giấy tờ giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc ví giấy tờ như này. Màu của nó thì màu da bò, màu nâu, màu da bò rất là đẹp luôn. Lên cho em là ví giấy tờ, giá của nó sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái nước hoa. Nước hoa thì nó sẽ là có hai loại, nước hoa Chanel và nước hoa Coco, Gucci nhá. Đấy, Chanel và Gucci đều là hàng của, đây, cái nước hoa Chanel này thì hàng của Pháp này, Paris đây. Đấy, Paris, hàng made in Fancy này, đó, made in Fancy nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nước hoa Chanel này, hàng của Pháp này. Còn nước hoa Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đấy, made in UK, hàng của Anh nhá. Thì giá đều là 120.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel hoặc là nước hoa Gucci, giá đều là 120k trên một lọ như này thôi. Hàng thanh lý, giá cực tốt cho các bác luôn. Con này nếu mà các bác mua là phải tiền triệu không đấy, nhưng mà bên em thanh lý thì cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, giá trải nghiệm, giá thanh lý 120.000 nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái Sidra P7 nhá. Sidra P7. Chai này thì dòng chai to và được tặng thêm cho các bác là đi 50g nữa này. Đấy, tặng thêm 50g. Dung tích của nó sẽ là 350g. Và giá thì sẽ là, đây, con này thì các bác xịt như này. Đó. Và ưu điểm của nó thì đây, hàng thì hàng của Australia nhá. Australia. Đây, công thức cải tiến này, giúp bôi trơn nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, giúp ngưng tạo ra tiếng kêu này, cải tiến này. Đấy, chống ăn mòn gì xét rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là Sidra P7 nhá. Các bác lên cho em Sidra P7 nhá. Hàng này hàng to, giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này nhá. 50.000 cho một chai Sidra P7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái Sen Inox nhá. Sen Inox, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen. Đấy, một sen, một dây vòi và một giá đỡ nhá. Một sen, một dây vòi như này. Một sen, một dây vòi, một giá đỡ về nhà các bác kết nối vào cho em. Đấy, combo cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox. Giá thì đợt này về thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ Sen Inox như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá của nó sẽ là 90k cho bộ như này. Bao gồm là một đầu bát sen như này này. Hàng nội địa của Nhật này, Inox 304 này, made in Japan này. Đấy, một dây này và một giá đỡ nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn, chỉ có 90k trong một cái bộ Sen Inox này thôi. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox này, Sen Inox giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka đó thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, thân của nó thì nó sẽ là bằng hàng, thân của nó sẽ là bằng nhựa. Đấy, thân bằng nhựa nhưng mà nhựa ABS nguyên sinh. Đây, Osaka. Đấy, hàng Osaka của Nhật nhá. Dung tích của nó sẽ là 350W này, điện 220V. Đây. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay tôm tép, rồi nói chung là xay cái gì cũng được, thực phẩm, thức ăn. Đây, Osaka Japan này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một thân máy này, một âu như này và bộ lưỡi bao gồm là 4 lưỡi kép nhá. 4 lưỡi kép. Đây, 4 lưỡi kép này các bác này. Đấy, 4 lưỡi kép này siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó, các bác đặt về đây cho em. Đấy, sử dụng điện 220V. Osaka của Nhật đây. Đấy, Osaka Japan này.
lên cho em là cối xay Osaka, giá sẽ là 145.000 nhá. Đấy, máy xay Osaka này, máy xay Osaka 145k một cái nhá, 145.000 giá cực kỳ hấp dẫn các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm, đó là cái tăm nước các bác này. Đấy, tăm nước đây, thì đây nó sẽ là một cái dòng tăm dùng một cái dòng máy sử dụng bằng máy bơm. Đấy, nó có sẵn pin như này và các bác chỉ cần bật này là xong. Đấy, máy nó sẽ chạy nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái chế độ khác nhau, và đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 bốn cái đầu để các bác vệ sinh miệng này, vệ sinh miệng, vệ sinh lưỡi này, nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tăm nước bao nhiêu nhỉ, 160.000 nhá. Lên cho em là tăm nước giá sẽ là 160k. đây thì khi các bác dùng thì cái tia nước nó sẽ xịt ra này. Đấy, vệ sinh răng lợi rồi chân răng rồi níu rồi lưỡi đều ok hết nhá. Đó, 160.000 cho một cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khay úp cốc nhá. Đấy, đây, một cái bộ khay úp cốc như này, hàng bằng inox 304 và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Có kèm cho các bác một cái đĩa. Đấy, có kèm một cái đĩa như này các bác này. Đấy, kèm thêm cho các bác một cái đĩa như này thì khi các bác sử dụng thì mình úp thì nó sẽ chảy nước vào đây. Đấy, và các bác thay đi 1 2 3 4 5 6 6 cái cốc, các bác sử 6 cái cốc nhá. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc giá sẽ là bao nhiêu? 70.000 nhá. Đấy, giá hợp lý cho bác luôn. Giá thanh lý chỉ có 70.000 cho một con khay úp cốc này thôi. 70k cho một khay úp cốc như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn, khay úp cốc 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bảng tô nhá. Bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa. Đấy, thì bảng tô cũng được, bảng tự xóa cũng được. Giá thì đợt này về cho bác giá chỉ còn 40 cành thôi. 40 cành cho một cái bảng tự xóa như này. Về nhà thì các bác mở cái nút khóa này ra cho em này. Đấy, sau đó các bác sử dụng này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô này. Giá sẽ là 40k cho một cái bảng tô này. Xóa đi các bác này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể dùng để mình tô vẽ thoải mái này, xóa nhá, rất tiện luôn. Cho các em nó học bài này. Đấy, học bài này, rất tiện nhá. Rồi học là vẽ sáng tạo này. Đấy, hoặc là bác làm kiến trúc sư, làm nghệ thuật này cần tô vẽ này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bảng tô, các bác lên gõ thì em là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn. Đấy. Shop Phạm Huấn nhá. Rất tiện dụng luôn, xóa đi này. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá thanh lý 40k. Đó, 40.000. Đấy, lên cho em là bảng tô các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái keo vàng nhá, keo vàng, keo dán vàng đa năng. Con này thì các bác dùng dán đa năng luôn này. Dùng để dán đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ này, điện thoại điện điếc đều ok hết nhá. Hàng thì sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, made in Thái Lan các bạn này, made in Thái Lan đây. Đó, made in Thái Lan. Và giá thì sẽ là 20k nhá. Lên mã giúp cho em. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng. Đấy, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng nhá. Keo vàng, giá của nó sẽ là 20k. Đấy, 20.000 trên 3 típ nhá. Đấy, trên 3 típ luôn. Đấy, combo. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 cho 3 típ như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 3 típ như này. Thì con này dùng nó rất là sướng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, inox 304. Dày dẫn chắc chắn. Con này chỉ dùng để đựng nước thôi chứ con này không giữ nhiệt được đâu nhá. Inox 304 hai mặt luôn. Đấy, trong ngoài đều inox 304 hết. Đấy, và dung tích của nó là 2 lít cả vỏ inox 304. Đấy, các bác dùng để mình đựng nước lọc, đựng nước uống rất là ok luôn, sạch sẽ, không lo bị rơi vỡ và an toàn với sức khỏe quá nhá. Đó. Bình 20 dung tích là 2 lít, giá sẽ là 80 cành. 80 cành thôi. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chả có đâu mà mua một cái bình inox đẹp như này mà giá 80.000 dùng từ năm nọ sang năm kia được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k các bạn, 80k cho một con bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông này. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là, bỏ cho anh cái đấy anh quay được. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi. Cái to nhất này thì giá kích thước của nó sẽ là 35cm và nhỏ nhất thì nó vào là 24cm hay 324cm. Đấy, và nó sẽ combo cho các bác là một rổ và một chậu như này. Cứ một rổ một chậu như này. Hàng nhựa Việt Nhật các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Như này nó mới gọi là chất lượng. Bỏ lên một cái. Ừ, bỏ lên một cái. Ừ, không cần đâu. Chỉ cần một cái được, ngồi đưa đi thôi.
Đấy, đây các bác này, nhựa của nó phải là chất lượng như này thì các bác mới sử dụng nhá. Đó, không hề có dấu hiệu gì luôn. Giá thì sẽ thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 80k. Đó, lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Đấy, rổ vuông, rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Túi đựng đệm nhá. Đấy thì lên cho em là túi đệm này. Nhà các bác mà có những cái đệm mà sông Hồng này hoặc các cái loại đệm mút để mình nằm mùa đông, bây giờ sang mùa hè rồi thì những cái đệm cũ nhà mình nó bị hỏng, bị rách thì các bác mua cái này về mình lại sử dụng cho em. Hàng thì hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc. Đây, chất giấy bóng của nó cực kỳ dai luôn các bác này, chất rất là dai luôn nhá. Thì các bác bỏ vào cực kỳ yên tâm luôn. Giá thì sẽ là bao nhiêu? Hả? 60.000 cho một cái túi đệm như này. Đấy. Thì các bác cứ đọc cho em kích thước đệm thì em sẽ gửi cho các bác, giá thì đồng giá như nhau. Đó, đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng giấy bóng lụa rất là mềm và dai, thì mình đựng rất là thích, sử dụng 5 10 năm ok. Đấy, nó không như cái túi bóng của cái đội nó bán, nó túi nó giòn, nó nhanh hỏng và nhanh rách. Đấy, lên cho em là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm này nó sẽ có cho các bác là 60k một túi thôi, và có dòng là 1,6m và 1,8m nhá. Đấy, 1,8m. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, 1m6, 1m8, giá đều là bằng như nhau, 60k nhá, 60.000. Đấy, có dòng m6, dòng m8, các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm. Đấy thì dùng nó rất là tiện ích. Nhà các bác nào mà bị rách, bị hỏng thì nên mua. Tại vì là các bác để qua mùa đông thì mùa hè thì màng nhện rồi các cái loại nó bị bám vào thì nó rất là bẩn. Đây, khóa khiếc đàng hoàng nhá, có khóa đàng hoàng. Đấy, có khóa đàng hoàng. Đệm to, đệm nhỏ bỏ vừa hết. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô Atomat, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng hai cầu chuẩn điện một pha 40A, hàng của nội địa của Nhật, made in Japan đây. Made in Japan. Hàng này thì hàng đa di năng nhá, chống chập, chống giật, chống quá tải, chống cháy nổ ok hết các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật đa di năng cho các bác luôn. Độ mới của nó thì vào khoảng là 90%. Độ mới khoảng 90%. Đấy. Con này thì chức năng của nó là chống chập, chống giật, chống quá tải đều ok hết nhá. 40A, điện 220V này. Đấy, dòng dò của nó là 30mA, chống chập, giật, quá tải rồi cháy nổ ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 180.000. Lên cho em đó là AD40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD40A này. AD đại này. AD đại 40A. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AD đại 40A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho có con Adcock 30A. Con này thì nó nhỏ bằng tầm khoảng 3 ngón tay. Đây, nó tầm này này. Đấy, tầm này, 2 ngón tay như này. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, thông phòng các thứ, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật 30A. Dòng dò của nó là 15mA. Con này thì các bác dùng cho nóng lạnh, điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ này. Đấy, hoặc quạt nóng ngắt, đặc biệt là bình nóng lạnh cực kỳ an toàn luôn. Chống giật, chống chập, chống quá tải. Lên cho em là AD30A nhá. Adcock 30A. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110k. Đấy, 110.000 cho con Adcock 30A như này. Đấy. Hàng độ mới của nó lên tới 95%. Adcock 30A 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con AD chống AD đảo chiều này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng đảo chiều và công suất của nó sẽ là 63A. Hàng nội địa của Nhật nó sẽ có cho các bác là đảo chiều như này. Thì các bác có thể sử dụng hai công tơ này hoặc là sử dụng cho máy phát cũng rất là ok luôn. Nhà các bác có máy phát này mà các bác cần thì các bác chỉ cần đóng ngược lên ngược xuống này cho em. Hoặc là nhà các bác sử dụng hai công tơ. Đấy thì mình tiết kiệm điện thì nửa tháng mình dùng công tơ này, nửa tháng mình dùng công tơ kia là ok. Đó. Các bác lên trên là AD đảo chiều 63A nhá. AD 63. AD đảo chiều này. AD đảo chiều. Đó, lên cho em là AD đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 110k nhá. 100. Lên cho em AD đảo chiều 63A, giá cũng 110.000 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một lọ như này. Hàng này thì siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, hàng này siêu nhạy luôn. Chuyên trị chuột nhà, chuột đồng, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột đàn, chuột nhát đều ok hết. Và dòng này của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đây các bác này, đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Các bác chỉ cần là rác ra các cái khu vực nào mà chuột nó hay qua lại hoặc là nó trú ẩn là nó sẽ ăn luôn nhá. Cái dòng này của nó thì một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn.
Đấy, và nó sẽ là cái viên kẹo màu hồng như này thì nó sẽ rất là thu hút cái con chuột nhá. Đấy, lên mã giúp em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k cho một lọ kẹo chuột như này, một hộp như này. Đây nha, mà kẹo chuột này, kẹo chuột giá sẽ là 30k. Các bác để cất đi tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn một dây sạc này và nó sẽ có sẵn pin rồi. Đây. Đấy, của nó là 1A này, 2W đến 10W này, công suất của nó là 2W đến 10W, 3,7V. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đây các bạn này. Đấy, cảm biến này. Đây các bạn nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, đồng nghĩa với việc là ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là sáng này. Đấy. Thì các bác có thể gấp qua nó lại như này để cho các em nó học bài này, đọc sách này, vừa là chống cận này, vừa là rất là tiện ích luôn, mà có cả cái giá đỡ để các bác dùng thì mình sử dụng thì mình đựng hộp bút luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá. Đèn học chống cận 100k. Đấy, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái lô đó là cái máy mài dao các bác này. À, cái mài dao ba khe, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì chuyên dùng để mài dao, rất là ok. Đây, hàng của thương hiệu Katashiwa. Katashiwa made in Japan nhá. Đó, Katashiwa made in Japan. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ nhá. Mài dao này. Mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Cho con mài dao ba khe đỏ như này, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng 5 tầng nhá. Đấy, đây, đây sẽ là một con cặp lồng 5 4 tầng luôn, bao nhiêu đấy? Cặp lồng 4 tầng 80.000. Đấy, tính ra là nó sẽ có 4 cái ô như này. Đấy, các bác có thể sử dụng dài hoặc là sử dụng theo kiểu là theo kiểu cặp lồng như này được. Đấy, có 4 cái ô như này rất là tiện này. Thứ nhất là dùng làm bát ăn cơm này, thứ hai là dùng để mình đi du lịch này, hoặc đi học, đi làm, đi công tác thì các bác đựng thực phẩm ở đây. Inox 304 nhá. Mỗi cái này thì dung tích của nó vào khoảng là 200ml các bác nhá, 200ml. Đây. Con này dung tích của nó tổng thể sẽ là 2.8L này, 2.8L. Đấy. 2.8L tức là mỗi cái là tính cả vỏ là đi 47 là 28, còn là cái phần đựng của nó thì chắc là vào khoảng là 200 đến 250ml, rất là tiện luôn. Từng ăn một thế này, các bác cứ sập luôn là xong. Đấy, mình có thể dùng để mang đồ ăn đi làm, đi học, đi công tác này. Đấy, có quai sách này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác cứ sập cái quai này vào cho em. Cái này rất là chắc luôn. Đó, và rất chắc nhá, giữ nhiệt tốt luôn cho các bác nhá. Đó. Đây, các bác sập cái lẫy này vào này, đây nó có cái lẫy này, các bác đặt sập kỹ vào cho em. Đó, đây, đây cái này em sập nó chưa vào lẫy nên là nó bật ra. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ chắc chắn luôn. Quai sách như này, 4 tầng luôn. Đấy, ở đây có cả van xả hơi này, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 80k nhá. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ này. Đấy, lên cho em là cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng này. 4 tầng, giá sẽ là 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. 80.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi và tốt cho các bác luôn. 80k trong cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đấy, một là đũa của Nhật, hai là đũa của Hàn Quốc này. Đũa của Nhật này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 40k cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hả? Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Một vỉ là 10 đôi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm bốc các bác nhá. Đấy. 40.000 vỉ 10 đôi, lên cho em là đũa Nhật này. Đấy, đũa Nhật. Giá sẽ là 40k trên một vỉ bao gồm 10 đôi như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng này. Đây. Rất là đẹp luôn. Con này thì giá sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 trên một vỉ cũng bao gồm 10 đôi luôn. Đây. Đấy, đầu của nó mạ vàng rất là đẹp này, chất liệu cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc cho các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Con này thì các bác dùng rất là ok luôn, sang xịn mịn cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cũng là 10 đôi luôn và cái giá thì chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ như này, hàng của Hàn Quốc này. 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đũa Hàn nhá. Đấy. Đũa Hàn giá của nó sẽ là đũa Hàn mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. 35k trên một vỉ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì em đang bán là 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k trong con ấm pha trà như này thôi. Lên mã cho em là ấm pha trà, giá sẽ là 100 cành. Ở đây thì nó sẽ có cái phần lưới lọc như này.
các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Đây, các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình pha này. Hoặc các bác có thể cho trực tiếp vào bình như này cũng được. Đấy, thì cái lưới này nó sẽ giữ lại ở trong rồi. Các bác yên tâm sử dụng. Đấy, xoáy vào cho em này. Đấy, và khi các bác bấm này là rót nước ra. Đấy, hàng bằng inox 316 bên ngoài sơn tĩnh điện sáng bóng này. Đấy, có lót đế chống cao su chống trơn trượt này. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là ấm pha trà 1 lít. Đấy, ấm pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đây, đấy, dung tích là 1 lít các bác này. Đây. 1 lít các bác này. Đấy, 65 ml, 1000 lít này. Đấy, 1000 ml. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 100k trong con ấm pha trà này thôi. Độc có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đấy, con ép tỏi này thì giá sẽ là 110.000, hàng thương hiệu Nguyên Linh của Đức, inox 304 sáng bóng đẹp. Đây, cái phần lỗ này của nó rất là dày và nó đẩy lồi ra này thì khi các bác ép là nó sẽ nhân, nó sẽ lồi hết ra khỏi cái lỗ này. Thì nó sẽ rất là tiện khi mà các bác sử dụng nhá. Con này thì các bác lên cho em đó là các bác lên đã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100k trong con ép tỏi như này, 100.000 trong con ép tỏi như này. Giá rất là tốt và vừa vặn tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video gửi từ các bác các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy, thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp cho em cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ cái quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vật hoa quả cái thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vật hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vật hoa quả này. Vật hoa quả nhá, vật hoa quả giá sẽ là 50k trong chiếc như này nhá. 50.000 trong cái vật hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào và là dùng được trực tiếp ạ. Đây có thể là đi hái xoài này, hái cam quýt các thứ. Đấy các bác này. Đấy. Thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mọi người giật định nó có cái lệnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị giật hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá. Tiện lợi ạ. Lên em là vật hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món như này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nạo 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, các cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây. Đấy, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vảy, làm gà, làm cá này. Đấy. Còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm niếc, nói chung là đa di năng nữa, rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy. Lên cho em là bộ nạo 5 món này, bộ nạo 5 món. Bộ nạo 5 món giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn là nó luôn luôn là tình trạng đóng. Khi nước nó chảy nó sẽ mở ra. Còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng. Con này thì bên shop đang bán là 50.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá. Rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k trong cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn.
Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng bằng ni lông lụa nhá, ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn các bác. Nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k, số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy, đây. Chỉ cần đeo vào cho em là xong. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đeo được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn. Và nó sẽ là bằng dạng như là bằng bằng thuộc là nó thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa. Thế nên là nó rất là dài, rất là dài. Thì các bác dùng nó rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Đấy, găng tay thức ăn này giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này. Các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này, cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân nhá. Đấy, các bác bị đau cổ vai gáy bắp tay bắp chân dán hết rồi cho em, đốt sống lưng đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu này, dán ngải cứu giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá, 25.000 hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có hai dây và một đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá. 50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đặt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng không nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng. Giá sẽ là 50k. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ví hồng này. Đó. Ví hồng giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô. Dùng rất là ngon luôn, giá sẽ là 25k. Đây nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem nó rất ok các bác nhá. 25k lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Đó, 25k trong cái hộp tẩy xanh như này. 25k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan. Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy, dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các bác nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các bác này. Đấy, 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Lên mã giúp cho em là dầu gội đầu Clear nhá. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một quần và một áo này. Hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bác. Đây, đúng như trên hình như này các bác nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250 đến 300 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây, cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Đấy, bật cái nguồn lên các bác. Đấy. Và các bác bắt đầu sử dụng mình nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother.
Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bác này. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình rồi cây cối rồi trường học rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đấy, máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này, bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây, đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao. Đấy, có cho các bác là 3 con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, 3 con dao, một cái nạo, một cái gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100k, hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô xịt chuột Vĩnh Viễn này, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, có thông tin địa chỉ rõ ràng nhá. Made in Japan. Con này thì chuyên xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn luôn. Giá sẽ là 35k cho một chai như này. 35k cho một chai xịt đuổi chuột hàng nội địa của Nhật như này nhá. Ở bên Nhật nó chuyên dùng trong các thành phố lớn đây. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái khu nào mà nó trú ẩn này. Đấy, hoặc là trên ô tô này, trên máy ô tô các thứ, các bác xịt vào cho em 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là chai xịt muỗi nhá. Cũng hàng nội địa của Nhật luôn. Muỗi kiến dán nhưng chủ chốt vẫn là muỗi này. Đó. Con này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là xịt muỗi, giá sẽ là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đó, con này là 250ml các bác này. Đấy, còn có chai xịt chuột này thì nó sẽ là vào khoảng là 300ml các bác nhá. 300ml, nó to hơn một chút. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 10 viên. 10 viên như này. Hàng này cực kỳ là xịn luôn, các bác cứ thả vào cái bồn cầu nhà mình. Đó là nó sẽ giúp cho các bác là cái này thơm lắm. Đấy. Thứ nhất là con này thì rất là nhiều công dụng luôn. Thứ nhất là sạch này. Đấy. Thứ nhất là sạch, thứ hai là thơm. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn luôn. Đó, sạch thơm diệt khuẩn. Giá chỉ có 15k trên một túi, 10 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khò ga hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đây. Kabushi này. Đấy, Kabushi made in Japan nhá. Đó. Con này thì chuyên dùng để đánh lửa tự động rất là ngon. Và hàng đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là khò ga đại nhá. Con này giờ thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn cho các bác là bao nhiêu. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chuyên dùng để các bác thui chân giò hoặc là mình làm chiến công trình các thứ. Đấy, cứ lắp vào bình ga mini cho em là xong. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đại. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 100k thôi. Khò ga đại này. Khò ga đại nhá. Khò ga đại. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái chai thông cống này. Cái chai thông cống như này. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Cái này là bột. Các bác đổ vào là nó sẽ sầu lên. Đấy, nó sẽ sầu lên thì rất là tiện nhá. Lên cho em là bột thông cống này. Bột thông cống. Thông cống nhá. Giá sẽ là 25k cho một chai bột thông cống như này. Con này thì dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Đó. Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhỉ? Đấy các bạn thấy chưa? Dùng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa. Đấy, thấy chưa? Đó. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là nó giấy rác cũng cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Rất tiện luôn nhá. Kết quả này. Ok luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có 25.000 cho một lọ bột thông cống như này thôi. Các bác thông thường xuyên cho em 1 năm các bác thông cho em 2 3 lần là ok nhá. Giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ như này thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn này, thơm phức luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một lọ như này và có cho các bác các cái bấc như này để các bác cắm vào lọ này và một cái nơ như này nhá. Đây, rất đẹp luôn. Tháo cho em cái nút nhựa trắng này ra, cắm cái bấc này vào là nước hoa nó sẽ thơm phức luôn. Thì chuyên bên Nhật nó chuyên dùng cho nhà hàng khách sạn và các cái không gian phòng của nó rất là thơm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k thôi. Đây. Chuyên bên Nhật chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn này, hotel đây. Đó, rất thơm luôn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng made in Korea của Hàn Quốc. Đấy, chuyên bị chuyên trị cho các bác là đau mỏi khớp vai này, khớp cổ, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, khớp gối này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ dầu nóng như này. Lên mã cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đó. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. À, màu trắng ở chân nữa. 40k nhá. Con này thì nó sẽ là được rồi. Nó sẽ là dòng K
kem trắng như này các bạn này. Đấy, kem trắng như này các bác thấy không? Đấy, khi mà các bác bôi vào đau mỏi vai, cổ, vai, gáy các bác bôi vào cho em rất tốt luôn. Đấy, rất tốt luôn. Đây cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy đây. Đấy, đây nó sẽ là một con cốc như này. Các bác dùng để mình rất là đa năng luôn, để mình khuấy lắp pin và đít này cho em nhá. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Sau đó thì các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha cả các loại nước đều được hết. Có cái hạt nam châm từ trường này nó sẽ ngoáy đều cho các bác luôn để các bác pha. Đấy, rất tiện, giá sẽ là 90k trong con cốc tự khuấy này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem nhá. Đây các bác này, nó rất là tiện luôn nha. Đấy, các bác làm cái gì cũng được. Đây, nó xoáy tít như này. Các bác cho nước này, cho cà phê này. Đấy, rất tiện luôn. Thấy chưa, rất tiện luôn nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con cốc tự khuấy này thôi. Đấy, pha các loại hạt này, trà, cà phê này, rồi nói chung là ngũ cốc này đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì nó sẽ vào khoảng cho các bác là từ 30 đến 36 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản là sẽ có khoảng 30 lưỡi. 30 lưỡi kèm thêm một hộp kem và một cái bàn cạo như này. 30 lưỡi, một hộp kem, một bàn cạo. Các bác có thể dùng để mình cạo râu rất là đa di năng luôn. Lưỡi của nó là hai lưỡi trắng kép như này. Đấy, các bác thấy không? Gillette các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi một cái bộ như này, bao gồm là 30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem. Giá thanh lý cho bác chỉ còn 55.000 thôi nhá. 55.000. Giá cực hạt rẻ luôn. 55.000 30 lưỡi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ lưỡi kem mà cái giá nó hợp lý như này đâu. Đấy, lên theo là bộ lưỡi kem nhá, giá sẽ là 55k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy súng thư giãn nhá, 170.000. 170k cho em súng thư giãn như này, 170.000 các bác này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Đấy, các bác lắp vào là cho em, nó sẽ có rất là nhiều đầu khác nhau. Giữ lì để nó lên này và có 6 cấp độ rung các bác này. Đấy, vào đây. Rất tiện luôn nhá. Khi các bác lắp thì ấn chặt vào cho em này. Đấy. Dùng rất mạnh các bác. Rất là mạnh luôn. Đấy. Rất hợp lý nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 170.000 thôi cho một con súng thư giãn như này. 170k nhá, dùng để massage rất là tốt luôn. Massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, bắp đùi đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi xịt và một giá đỡ. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi. Một dây, đầu vòi xịt, một giá đỡ. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ sản phẩm như này. Một dây này, một đầu vòi xịt, một giá đỡ, hàng inox 304. Xoáy vào đây cho em là xong. Đó, xoáy vào đây nhá. Đó, đầu vòi xịt bằng inox, hàng nội địa của Nhật đây. Osaka Japan. Đó, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Đấy thì các bác lắp đặt vào cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của mình, hoặc là các bác lắp trực tiếp vào cái vòi của cái khu để các bác xịt tưới cây cũng rất là ok nhá. Rửa sân tưới cây đều ok hết rồi, ok. Đấy, 90k các bác nhá. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy, mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này, rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bác này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây, em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái. Nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhé. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy, đai đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá, đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp gem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp gem cơ. Đấy, bằng thép, và hai là kẹp gem điện tử. Con kẹp gem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin ra cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp gem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp gem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này. Kẹp gem này. Điện tử nhá. Đấy, nó có đẩy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan các bác này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 sen nhá. Đây, 15 sen này các bác này. Đó, 15 sen. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây, các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đấy? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 để lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì
sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này, thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem, à cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy nó màu vàng như này và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh rỉ này, đấy. Chổi đánh rỉ. Chuyên đánh rỉ xét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh rỉ. Giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh rỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh rỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh rỉ 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này, kỳ cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ song, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng rồi là xi măng, xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mà mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy. Thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá. Lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen, nên em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy. Găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô, đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này, bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này.
Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là ba cái cốc nữa, cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhé. Đấy, kèm cho các bác là ba cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng 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 inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500 ml các bác nhá, 500 ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá. Giá thì chỉ có 80k cho mấy cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá, 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Nhắm cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá, bỏ ngăn đông tủ lạnh. Sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác, gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để giới thiệu các cái mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì các số hotline của bên em đây. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cả máy ghế, cái nồi cơm sáp các nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500.000 tròn các nhá, 500.000 tròn. Đấy. Mở này, đấy, mở ra thì các bác chỉ cần nhấn cái nút này là mở này. Đấy, nhấn nút này là mở nhá. Và đây thì các bác sẽ có cho em là một cái khay đỡ này. Đấy, một khay như này, kèm theo cho bác là môi thìa này rồi cáp này. Đấy. Rồi phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Mâm thì cực kỳ là dày luôn. Đấy. Con này mâm của nó rất là dày nhá. Mâm dày này các bác. Nghe nó kêu như chuông đúng không nhá? Nghe kêu như chuông luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác. Đấy, mâm dày. Mâm bằng nhôm pha gang nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi niêu như này, nồi niêu nhá. Đấy. Nó vòm kiểu hình niêu như này và mâm của nó mâm nhiệt cũng rất là dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt và nấu cơm ngon. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là 1,8 lít nhá. Đấy. Nhà gia đình 3 4 người ăn, 5 người ăn thoải mái luôn. Đấy, dung tích của là nó là 1,8 lít này. Hàng thương hiệu nồi cơm Sáp của Nhật nhá, nồi cơm Sáp của Nhật, cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đó, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho anh em. Đó. Dung tích của nó là 1,8 lít. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Giá thì sẽ là 500k. Đó, nồi cơm Sáp 500k nhá. 500k tròn cái nồi cơm Sáp như này các bác này. Đấy, đây. Của nó thì nó sẽ là dòng 1,8 lít, công suất là 900W và sử dụng điện 220V nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 900W thôi nhá. 900W này. Dung tích 1,8 lít và điện 220V 50Hz. Đấy, kích thước của nó là 35 x 292 x 260 này, dài rộng cao 900W nhá. Nấu cơm cực kỳ là nhanh luôn, cực kỳ là nhanh và ngon luôn. Dung tích 1,8 lít, từ 3 đến 5 người ăn thoải mái các nhá. Từ 3 đến 5 người ăn thoải mái. Giá thì các bác lên theo là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000 và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái ví hồng này các bác này. Đấy, cầm anh cả cái ví xanh này. Mã ví hồng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Đấy, 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ví với ba cái bấm móng tay này, rồi các cái phần để nặn mụn này, rồi lấy da chết, rồi nhíp chỗ lông các thứ, rồi nói chung là vệ sinh rất là tiện ích cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Nguyên bấm là có ba cái bấm móng rất đẹp này, một cái để các bác bấm vào những khóe tay khóe chân này. Đấy, rồi kìm kéo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá. Đấy, ví hồng. Con này thì
bên shop đang gửi tới các bác một cái ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nha, 60.000 cho một em ví hồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví hồng nha. Đấy, ví hồng này giá sẽ là 60k cho cái ví hồng như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Đấy, ví xanh như này. Một con ví xanh này thì con này là 100.000. Con này thì hàng nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều các bác, cao cấp hơn rất là nhiều. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, có một cái bấm dành cho trẻ em này, 3 cái bấm to và một cái bấm khóe này. Đấy, một cái bộ nạo gót chân này, rồi nặn mụn, rồi kéo cắt tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho bác như này, mài móng tay móng chân. Đấy, màu này thì nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn. Đầy đủ các combo chi tiết như này. Và giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho một em ví xanh như này. 100.000 cho một em ví xanh này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái thùng đựng gạo này. Đấy. Con này thì hàng của thương hiệu Focori, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, liên doanh Việt Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Con này thì đựng của nó sẽ là đựng được một yến gạo nhá. Đấy, đựng được 10 cân gạo. Thì nói chung là nó cũng rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng, thì bây giờ gạo các bác cũng không ăn nhiều thì mỗi lần mình đong hoặc là mình sát thì nó cũng vừa đủ thôi, khoảng một yến thôi. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái âu như này, kèm cho các bác cái âu này là có thể vo gạo được luôn nhá, có thể vo gạo được luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái phần rót này. Thì các bác rót nước nó chắt ở đây và nó sẽ đọng gạo lại này. Mình cho gạo vào đây mình bóp này, bóp xong đó thì mình đổ gạo vào xoong là xong. Đấy, và có cái phần chắt như này thì nước nó không lọt lại này, gạo nó không ra mất này. Và con này khi các bác cho gạo vào đây nhá thì mình bóp như này nó mới nhả gạo xuống này. Bóp này là nó sẽ nhả gạo xuống dưới này. Thì bao giờ các bác ăn gạo thì bao giờ mình cũng phải ăn cái gạo cũ trước nhá. Ăn gạo cũ trước thì cái gạo mới mình đổ lên chốc và gạo cũ nó ở dưới đít thì bao giờ nó cũng lấy từ dưới đít lấy ra thì bao giờ còn mình cũng lấy hết được cái gạo cũ trước nhá. Và bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng đựng gạo 10 cân, kèm thêm cho các bác là một cái âu như này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thùng gạo nhá. Thùng gạo giá sẽ là 180k trong cái thùng đựng gạo như này, 180.000, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu bơm. Đó là cái mẫu bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng bơm 1 xi lanh. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1 xi lanh như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Đấy, đây, các cái đầu bơm của nó đây các bác này. Bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000, có đồng hồ đo báo luôn. Và dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là dây dù nhá. Đấy, dây cao su bọc dù. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bơm 2 ti. Con 2 ti này thì dung tích của nó sẽ là 2 xi lanh và bơm được khoảng 10 cân nhá, khoảng 10 cân. Con này thì các bác có thể bơm ô tô thoải mái. Hàng thì của thương hiệu Santalay Made in Japan. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, các bác chỉ cần đẩy này là bơm nó ra này. 2 xi lanh dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có đầu bơm phao, bơm bóng rồi kết nối nhá. Cao su của nó thì siêu mềm luôn và rất là dai nhá, siêu mềm dai luôn. Gấp ra gấp vào thoải mái, xoắn xuýt thoải mái luôn. Hai xi lanh đều đạp chân, hai con đều đạp chân hết nhá. Đấy, con một xi lanh này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Còn con hai xi lanh này thì giá của nó sẽ là 200 mấy nhỉ? 250.000 nhá, 250.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti này. Hỏi lại cho anh xem bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bơm 2 ti 230k và bao ship đến tận nhà nhá. 230.000. Bao ship tận nhà. 60 cân chiều về em chở nhé. Hai xi lanh bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi như này của nó thì ném cho anh hai cái bình. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi như này. Đấy, con này rất là thơm luôn. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy. Thì một túi là 10 viên. Thì các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu, một túi này là 10 viên và giá sẽ là 15k nhá, 15k. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy. Sạch, thứ hai là thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Sạch, thơm, diệt khuẩn, giá chỉ có 15.000 cho một túi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh đây. Bình xanh, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội. Và hàng bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm thì các bác dùng để đựng nước uống là cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, bằng nhôm thì các bác biết rồi, dùng đựng nước uống cực kỳ an toàn. Nắp có lẫy xoáy và có gen bảo vệ như này, rất là tiện ích này. Đấy, con này thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh. Đây, nó bằng nhôm này, có những con khi vận chuyển thì nó bị
trượt như này thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, cái này thì hàng nó vận chuyển thì nó sẽ gọi là hàng thanh lý, thì nó hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được các bác nhé. Đó, giá thì cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy thì con nó sẽ có hai dòng, 1 lít và 2 lít nhá, 2 lít nhá. Có quai đeo như này các bác này, mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi công tác, hoặc là các bác đi ra ngoài đồng ngoài áng thì dùng con này rất là tiện, vứt bờ vứt bụi đều được. Đấy, nó sạch sẽ và nó có quai đeo luôn. Đấy, lên cho em là bình xanh nhá, bình xanh. Con 1 lít thì sẽ là 70k. 1 lít là 70k và con 2 lít thì sẽ là 90k nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. 7 lít, 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 30 lưỡi. Thấp nhất là sẽ có 30 lưỡi, còn có những lô về thì nó sẽ cho các bác là 36 lưỡi thì em cứ nói nước đôi như vậy để tránh khi các bác nhận được hàng mà 30 thì các bác lại bảo là quảng cáo không đúng. Còn khi các bác nhận được hàng thì nó có thể là lô 30 và lô 36 nhá. Đấy. Thì đây sẽ kèm cho các bác là 30 lưỡi này, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái lọ kem. Đấy. 30 cái lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Lưỡi của nó là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi kép, hai lưỡi siêu bén cho các bác luôn. Đấy, mua một bộ này dùng cả năm kia, mua một bộ này dùng cả năm. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. 30 lưỡi và một cái lọ kem kèm thêm một lọ bàn cạo, một cái bàn cạo nữa. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá, 60.000, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì tiếp shop về cho bác. Nay thì shop tiếp tục về cho bác cái mẫu giấy ăn các bác nhá. Đó thì cái này thì bên shop sẽ bán theo bịch nhá. Đấy. Bán lẻ thì nó sẽ là 20.000 một bịch như này. Đấy, 20.000 cho 10.000 cho một bịch như này các bác nhá. Đấy. 10k trên một gói nhá, 10k trên một gói. Mua lẻ thì là 10.000 trên một gói và bên em là bán từ 3 gói trở lên nhưng không bán lẻ nhá. Bán thấp nhất là 3 gói trở lên. Đấy, bán thấp nhất là 3 gói trở lên 10.000 một gói. Còn các bác mua là 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng là 20 gói. 20 gói thì giá của nó sẽ là 140k nhá. Đấy, tức là mua một thùng 20 gói thì tính ra chỉ vào có 7.000 một gói thôi. Còn mua lẻ là 10.000. Đấy, 10.000 là bán từ 3 gói trở lên. Còn mua 10 gói thì sẽ là 80.000. Đấy. Mua lẻ thì tính ra là vào 7.000, còn mua 10 gói thì là vào 8.000, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 nhá. Đấy, đây. Giấy của nó thì siêu dai lên các bác này. Đấy, giấy rất là dai luôn các bác theo. Giật bình bịch như này mà không việc gì là các bác biết rồi. Dùng nó rất là thích nhá. Đấy, siêu dai, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Một gói này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 10k trên một gói này, 10 gói là 80.000 và 20 gói là 140 nhá. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy ăn nhá, đưa cho anh cái chảo này. Đấy, hàng siêu dai cho bác luôn, giật bành bạch không việc gì luôn các bác này. Đấy, rất là dai các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì cái này bao nhiêu? Các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Con này đường kính là 28 cm và hàng chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong này. Đó. Chảo tổ ong. Giá sẽ là 140k cho cái mã chảo tổ ong như này. 140.000 một chiếc nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu được hết nhá. Chiên rán xào nấu đun bếp từ thoải mái luôn. Đun bếp từ thoải mái luôn. Hàng bằng inox và tráng chống dính rất là tốt nhá. Than tổ ong tráng chống dính rất là tốt luôn. 140.000 cho một con chảo như này. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000. Rồi ok. Hả? Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây, nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhé. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy, thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này. Tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy, thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này. Sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì
các bác hàn mà cho em nó rất là tiện, thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy, một bịch này của nó là 3 que nhá, một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa inoxy hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo năm linh hải rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá, súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này, nên em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá, bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình cái chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Con này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Đấy, em rung tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp, dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À, 15.000 trong cái dây phơi như này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000. Nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra, sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, bằng cao su non. Và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm luôn các bác này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí. Và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy, thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy, cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho bọn em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi, các bác gội đầu rất là nhiều luôn, thì bên shop vẫn phân phối cho bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever, thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán.
Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu đầu clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này, dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450 lít gần nửa lít luôn, 80k có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá, khăn mặt của Hàn Quốc. Thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Còn bên em bán lẻ là 20.000 ba cái, bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn. Và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó, đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này. Bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá. Có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 con này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12cm, có quai cầm như này. Đấy, su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k. 80k cho một em phễu inox như này. 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship qua nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng nhá. Đấy, thắt lưng hàng của Mỹ này. Hàng này về thì lô này về đầu rất là đẹp luôn các bác, đầu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Mặt của nó là rất là đẹp. Mặt thì mặt đúc liền rất đẹp luôn.
Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi các nhá, hàng của Mỹ thì chấm hết rồi. Đây, made in USA các này, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng về thì nó sẽ là hàng da bò thật 100%. Các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Đây, made in USA nhá, hàng của Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con thắt lưng Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ 180.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng lẫy con lăn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Đấy, hàng về theo lô và là hàng da miếng tự nhiên, cho nên là nó chiều dài của nó sẽ là tùy theo nhá. Đấy, nhưng mà thấp nhất của nó cũng là 1m1 đến 1m3. Mặt của nó thì mặt tráng gương cực kỳ là đẹp như này, mặt tráng gương mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, mặt rất đẹp quá nhá, cực kỳ nổi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên. Đây. Đấy, em đang so sánh hai cái như này đã không bằng nhau rồi các bác nhá. Đấy, nó không bằng nhau rồi các bác này. Đó, thì tức là hàng da thật 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ. Giá sẽ là 180.000 một em nhá. 190.000 các bác nhá. Đấy, xin lỗi các bác. 190.000 một em thắt lưng da bò Mỹ này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò nha, ví da bò. Đấy. Con này cũng là 100% da bò tự nhiên. Hàng làm cực kỳ là kỹ cho các bác luôn, cực kỳ là kỹ, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây, có tem mác các thứ đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Hàng made in USA này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Cũng có cho anh em các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu nhá. Đấy, có hai màu, màu đen màu nâu cho các bác lựa chọn đây. Đấy, màu đen màu nâu như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên, hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn, hàng rất đẹp các bác nhá. Đấy, có cả thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng đây, thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví da bò nhá, ví da bò sẽ là 120.000 cái ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá, ổ điện vàng như này. Con này thì hàng này là dòng ổ đúc của Nhật nhá, ổ đúc của Nhật. Dòng này của nó cũng là dòng chống va đập này, chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhá. Con này thì giá chỉ có 45.000 thôi. Lên cho em là ổ điện vàng nhá, cầm cho anh cả cái ổ B1 đây. Ổ điện vàng giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000 cho một cái ổ điện vàng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ vàng như này thì bên shop lên tên nó sẽ là ổ điện B1 nhá. Đấy, ổ B1 này. Con ổ B1 này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65.000. Đấy, các bác lưu ý cho em tránh nhầm lẫn nhá. Nó hai con đều màu vàng cả thì con này em lên là ổ điện vàng. Đấy, 5 chân như này và con này chỉ có 45.000 thôi. Còn con này thì nó sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, con này chỉ có 3 chân có điện báo, về nhà các bác xoáy cái này ra cho em sau đó thì mình kết nối vào. Hai con này thì đều là dòng của Nhật chống va đập rất là tốt luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành các bác luôn. Đó, đập phá thoải mái như này. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là chống va đập cực kỳ tốt, và con này thì 3 chân và con này thì 5 chân. Giá thì đều là rất hợp lý rồi. B1 này sẽ là 65.000, con này là ổ điện vàng 45.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, bộ này sản phẩm về thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là hit hot cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì con này đang gửi tới các bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này là 120.000 nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn sông như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp cái đèn này vào điện 220 cho em. Công tắc đây, tắt bật lên này. Và các bác xoáy cho em cái lọ tinh dầu này vào này. Đấy, một lọ này, một các bác mua cho em là một hộp này là mình về mình dùng quanh 5 ngày tháng cho em, dùng quanh 5 ngày tháng cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, an toàn cho bà mẹ và trẻ em, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá sẽ là 120.000 nhá. Mà các bác có tới 4 lọ sông tinh dầu cho con em luôn. 4 lọ sông tinh dầu. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi nhá, sông tinh dầu muỗi này. Đấy, sông tinh dầu muỗi. Sông tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho cái sông tinh dầu muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì các bác dùng để mình sâm thịt này. Đấy, rồi chiên đồ nướng các thứ rất là ok nhá. Đấy, chiên đồ nướng thì các bác sâm mà sau đó tẩm gia vị cho em. Đây, nó sẽ là các cái đầu kim như này bằng inox thì dùng nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho cái cây sâm thịt như này thôi nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đấy, lên cho em là cây sâm thịt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cân và một đôi pin như này. Lô này về thì sẽ có pin và các bác lắp pin vào cho em là mình cân thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5. Đấy, con này có chức năng trừ bì luôn. Cân 5, giá sẽ là 50k, rất tiện ích cho các bác luôn. Chuyên dùng trong nhà bếp nhá. Các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Có chức năng trừ bì và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, bên em thì lô này về nó có sẵn pin rồi. Đấy. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, lắp pin thì lắp đúng đầu giúp cho em. Pin ưu tiên là lắp đúng đầu nhá. Lắp đúng đầu thì mới sử dụng được này. Đấy, lắp pin đúng đầu sau đó thì các bác đấy, nguồn nó sẽ lên luôn và các bác muốn trừ bì thì đây, ví dụ em cân cái điện thoại này, nó sẽ là 210 mấy gram đấy, là 216 gram này. Các bác nhấn nút nguồn như này thì nó lại về không, và các bác muốn cân tiếp thì các bác đặt lên này nó sẽ cân tiếp này, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, không có gì là phức tạp cả. Giá thì chỉ có 50 cành cho một cái con cân như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, dung tích là 2 lít, con này thì 2 lít cả vỏ. Và con này thì các bác chỉ dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thôi, chứ nó không giữ nhiệt được, cho nên là các bác không dùng để giữ nhiệt đâu nhá. Giá thì đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một cái bình 2 lít như này các bác này, bình 2 lít như này. Và bên shop gọi nó luôn là bình 20 nhá, bình 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bình 20. Con này giá của nó sẽ là các bác lên cho là bình 20 giá sẽ là 80.000 nhá, bình 20 này. Bình 20 giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80k trong con bình 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ đây. Đây nó sẽ làm cái lọ để cái hũ để các bác đựng muối mắm mì chính này. Đấy. Thì các bác lên cho là hũ gia vị. Một hũ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 nhá. Có kèm một cái thìa như này. Kèm cái thìa này thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái thìa này vào để mình xúc này. Gia vị này hàng bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn an toàn. Đấy, sử dụng thực phẩm thì cực kỳ an toàn luôn, các bác dùng thủy tinh cho em là an toàn nhất nhá. Đấy, đừng nên dùng nhựa, nhựa thì nó sẽ có rất nhiều hạt nhựa nhỏ nhá. 15k trong cái lọ thủy tinh như này. Và tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo nhá. À xin lỗi các bác, là đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cả đuôi cả phích cắm biết như này cho em luôn. Đó, rất là tiện. Con này thì các bác lắp trực tiếp vào cái nguồn điện nhà mình, sau đó thì xoáy bóng đèn vào. Bóng đèn cho em là từ khoảng đây. Đấy. Các bác này. Và khoảng cách của nó thì từ 2 đến 6 mét thì có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Và cảm biến cả ngày cả đêm luôn. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng, giá sẽ là 60k cái đuôi cảm ứng như này nhá. 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bác này. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để trông trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nha, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Rồi ok các bác nha. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kìm xanh nhá. Kìm xanh thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này, đấy, hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó, 20k bác nhá, 20k. Đấy, các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn các bác này. Đấy, cắt linh kiện cho em, rất là ok luôn nhá. Cắt linh kiện này, hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được. Cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất là ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này. Và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này.
tính ra vào có 10.000 một đôi đấy các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi, dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn, sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên cho em là đũa sứ một vỉ là 5 đôi. Giá sẽ là 50.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên cho em là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này, đây, quà tặng này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá, đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn các bạn. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy. 16, 18, 24 nhá. Đấy. Khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy, các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá, rất là dày dẫn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá, 16 sen. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony, giá thì có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá, dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 sen, 25 sen các bạn. Đấy, đây. 25 sen. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25.000 trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này. Nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này. Đấy, đưa vào mình thắt vào này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy, đi gặt này, dùng cái này nó rất là tiện các bác nhá. Đi cấy, gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này. Một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này. Thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong. Các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25.000 cho một bịch như này. 25.000 cho một bịch như này bao gồm cho các bác là dây dài 25 sen và dây dài 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Giá tiền bằng nhau các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá, một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này.
Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhá, 5 lần pha chè. Đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này. Đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gáp này và một khay đựng nước này, rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, đó. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130.000 một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn. Và hàng của Đức đây, Made in Germany vào đây. Đó, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó, test thử dọc cái giấy này xem này, các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy, dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi. Rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130.000 một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao Thái Lỗ 120.000. Đây, 120.000 cho con dao Thái Lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao Thái Lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó, Thái Lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30cm, bản của dao thì khoảng 5cm. Hàng Made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy, con này các bác dùng để thái rau này, rồi thái thịt này rất là ok luôn. Dao thì siêu bén luôn, đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên cho em là dao Thái Lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao Thái Lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy. Ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng các bác này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn các bác này. Đấy. Giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó. Pha của nó rất là giỏi luôn đây các bác này. Đây. Đấy, các bác nhìn cái pha của nó chưa? Rất là giỏi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là giỏi luôn. Đó. Và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn. Điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy. Thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ, hoặc là dùng soi chim, soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhé. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng Made in Japan này. Đấy, dọi xa từ 600 đến 1000 mét này. Có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn, còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy. Một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin này. Cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá. Có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này, để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá. Hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, Made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, Made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100. Cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này.
một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá, bốn cái lót tai này các bạn này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone, tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây, giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này, 25.000 một bịch và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần mới hết nhá. Các vết dầu vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũi hộp khoan tháp đỏ nhá, hộp khoan tháp đỏ này. Đấy. Lên cho em là mũi khoan tháp đỏ. Hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một hộp khoan tháp đỏ như này. Hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa mũi khoan vừa là lấy gen luôn các bác này. Đấy. Vừa khoan vừa tarogen luôn. Combo cho các bác một hộp như này bao gồm cho các bác là 6 mũi nhá, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen. Khoan tháp nhỏ nhất thì nó sẽ là 42 này. Đấy, rồi 432 và 420. Đó. Thì chất liệu của nó là thép gió phủ titan, hàng cực kỳ siêu bền sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, khoan tháp đỏ. Nó hộp nó đỏ như này lên là bên em đặt là khoan tháp đỏ nhá. Khoan tháp đỏ, giá sẽ là 110k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cũng là mũi khoan tháp, thì cái này nó là 5 mũi kèm một cây lấy dấu luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là nguyên khoan tháp thôi và có kèm một cây lấy dấu các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là 5 mũi khoan. Đấy, cái này thì nó thiên về 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu này. Đấy, thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy, thì đây các bác này, đây cái lấy dấu này rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần là bấm cái này là có dấu này. Đấy, thì các bác làm thợ làm nghề các bác biết rồi đó, dập này là có dấu luôn. Đây, dấu rất là to các bác này. Đấy, em dập cho các bác xem nhá. Đấy, đây dấu rất là rõ các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Thì cái này các bác dùng để mình lấy dấu, đánh dấu trước khi mình khoan hoặc là mình đục. Đấy, rất là ok. Thì nó cũng có cho các bác là mũi đầu tiên nó sẽ là 4 đến 12 này. Đấy, rồi to nhất sẽ là 432. Chất liệu của nó thì vẫn là thép gió phủ titan nhá, cực kỳ sắc bén cho các bác luôn. Hàng của Nhật này, Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Hộp 5 mũi này. 5 mũi kèm lấy dấu nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Kèm lấy dấu nhá, giá sẽ là 180k nhá, 180k cho một hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu như này các bác này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì nó sẽ được vào khoảng là tầm 30 chiếc các bác, 30 chiếc. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cái giấy như này, bằng cái khăn ướt như này và có tẩm sẵn cho các bác là các cái chất tẩy rửa luôn, để các bác mình vệ sinh giày dép nó rất là tiện và sạch sẽ nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Lên cho em là cái giấy lau giày này bao nhiêu đấy? Giấy lau giày nhá. Lên cho em là giấy lau giày. Giấy lau giày. Giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k trên một bịch nhá, và các bác nào mua từ 3 bịch trở lên thì sẽ là 50k. 3 bịch là bằng 50k, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. 3 bịch 50.000. Thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại, dành cho những người lười. Giày bị bẩn bong chốc các bác lau sạch luôn. Nó có cái lớp bọt như này này, là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn ạ.
rất là tiện các bác nhá. Mọi người có thấy nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là đi chơi mà đánh giày thế này đấy, là bao này. Giờ xong đấy. Khăn lau giày đa năng là cứu cánh cho những lúc giày bẩn mà chúng ta muốn sử dụng luôn như đi đấy, ăn rất tiện luôn. Đi chơi vân vân, làm sạch nhanh chóng mà không cần rửa nước hay vật dụng nào hỗ trợ. Chất liệu từ thiên nhiên an toàn cho da. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ da nhá. Đồ da, hàng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu như này. Chất liệu của nó thì da bò tự nhiên, hàng da bò nguyên miếng cao cấp. Đây là cái mặt của nó này, mặt của nó thì rất là xịn luôn. Mặt của nó sẽ là mặt đúc liền nguyên khối này các bạn. Đấy, mặt đúc liền nguyên khối này dùng cực kỳ là đã luôn các bạn. Dòng này thì dùng miễn chê luôn, bền vĩnh cửu luôn. Các bác chỉ cần dùng nó cũ quá thì mình cứ đi thôi chứ không bao giờ hỏng được. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, tráng gương mạ vàng đẹp này. Tráng gương mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Đúc liền như này mà dòng con lăn rất là dễ sử dụng nhá, không lo hỏng nhá. Đó, và cỡ nào cũng vừa, thích thả bao nhiêu thì thả nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA. Đó. Giá thì bên shop đang cập nhật gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Cái này 190 đúng không? 190.000 thắt lưng da bò Mỹ nhá, hàng tuyệt phẩm cho các bác luôn. Thắt lưng da bò Mỹ 190.000. Các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu nâu thì lấy. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá, da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây thì để xác minh là sao là nguyên miếng tự nhiên thì đây các bác này. Đấy. Hai cái nó đã không bằng nhau rồi các bác này. Đấy, hai cái không bằng nhau. Tức là khi mà người ta cắt ấy là nó theo từng thớ một, nhưng mà chiều dài của nó thì dài nhất vẫn là khoảng là ngắn nhất là khoảng 1m1 và dài nhất thì khoảng 1m2, 1m3. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò này. Đấy, đây. Ví da bò cũng là hàng của Mỹ luôn, made in USA nhá, hàng nguyên miếng như này. Đấy, cũng là 100% da bò tự nhiên. Các bác có thể đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em luôn, không có hề ấn gì luôn. Đó, cứ đốt trực tiếp vào cái chỗ phần giữa, anh em đừng đốt vào chỉ, nó cháy chỉ các bác nhá. Đó. Vì ví thì cực kỳ là mỏng nhẹ thì các bác dùng nó không bị cạnh. Đây, da bò này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó phải như này. Các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên mới giúp cho em là ví da bò nhá. Ví da bò này. Ví da bò 120.000 một cái. Đấy, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ghế hơi các bác này, ghế hơi. Thì đây nó sẽ là một con ghế như này. Chất liệu của nó là bằng da lộn này. Các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nhung lộn rất là đẹp luôn. Con này dùng thì cực kỳ là thích. Đấy, và các bác bơm lên thì con to thì nó sẽ là cao 86 này. Sâu là 1m22 này và rộng là 98 cm, gần 1m. Còn con nhỏ này thì nó sẽ là 55 và 26. Đây, hai con như này luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này thôi. Cái này khi bơm lên nó sẽ to như này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình thư giãn này, nằm nghe nhạc này, rồi có thể để mình để ngoài ban công này, nói chung là rất là tiện. Đó. Dùng rất là đã nhá. Hai người ngồi lên cũng ok luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này. Cái này thì nó bồng bềnh, nhà bác nào bị đau lưng mỏi gối cái thứ là dùng nó rất là thích. Đó. 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Đây em là dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 cm, 25 cm và 30 cm. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy thì nó đều là 250g một bịch hết nhá. 250g một bịch thì cái dài thì nó sẽ ngắn ít đi. Đấy, còn là gam thì bằng nhau. Giá đều là 25.000 hết. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm dây thít vào bao này. Hoặc là cây cảnh này, hoặc là đa di năng ở đâu cũng được, rất là tiện này. Đấy, ví dụ như mình có cái bao thóc, bao lúa mình chỉ cần thắt vào này cho em xong, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác dùng để mình thắt cây cảnh, cây cối các thứ nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít giá thì chỉ có cho bác là 25k trên một bịch như này. Đồng giá nó sẽ có là các bác là 20 cent này, 25 này và 30 cent. Các bác muốn lấy loại nào lấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ như này và bên em bán là 50.000 ba típ. Đó, 50.000 cho ba típ keo đa năng xanh như này. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, rất tiện ích để các bác có thể dán đa di năng được luôn, keo đa năng xanh 15k trên một típ này thôi. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, nó dán rất là đa di năng luôn nhá. Đó. Các bác thấy chưa? Đó. Các bác có thể dán cánh kệ tủ, rồi nói chung là móc treo quần áo, rồi tủ, rồi ổ điện, như các thứ đều ok hết. Đấy.
dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k một típ thôi. Rất tiện luôn các bạn. Keo dán đa năng nhá. Đó. Hả? 20.000 các bác nhá. Đấy. 20.000 đợt này về cho bác giá 15.000 một típ luôn, 50.000 ba típ. Giá thanh lý luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán 20.000 đợt này về cho bác giá tốt luôn, 15.000 một típ, 50.000 ba típ luôn các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm, và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k, bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bạn này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá.
một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này, chăn ga Nhật này, chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá. Ở đây thì con dao chặt 1 cân thì em sẽ test thử cho bác xem luôn này. Đấy, đây là cái ống thép này nhá. Ống thép thì em chặt cho bác xem. Đây các bác này. Đây các bác thấy không? Đây. Chặt sắt không hề hấn gì luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Chặt sắt này. Đó, các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sắt 100% luôn nhá, thực tế luôn nhá. Đây. Lưỡi dao không hề hấn gì luôn các bác này. Đó. Đây. Đây các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sắt đây nhá. Đó, đây. Bác chặt xương trâu xương bò cực kỳ ok luôn. Giá sẽ là 230.000 nặng 1 cân. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Murato. Chiều dài của dao thì nguyên phần lưỡi này khoảng là trên 20 cm. Đấy, khoảng 23-25 cm. Và tổng thể của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất dài, rất dày và rất to luôn. Bản này khoảng 12 cm. Và phần dày này của nó thì vào khoảng là 5 ly nhá. Dày 5 ly, nặng 1 cân. Lên cho em là dao 1 cân nhá. Dao 1 cân, giá sẽ là 230k và bao ship cho bác luôn. Đó. Lên cho em dao 1 kg nhá. Dao 1 kg, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bọc cỗ nhá. Đấy, bọc cỗ. Giá thì cái này thì giá đang thanh lý cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ là tốt cho cái một cái bịch bọc cỗ như này. Một bịch này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, 80-100 chiếc. Các bác dùng để bọc cỗ, bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok luôn. Từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, đây các bác này. Đó. Thì rất là đơn giản thôi. Các bác dùng để mình bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok này. Đấy, bọc thực phẩm, bọc thức ăn. Đấy, nó sẽ có cái phần dây chun giãn này các bác này, dây chun giãn như này. Đấy, các bác chụp vào cái phần thức ăn kia. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên thì em là bọc cỗ nhá. Con này em đang bán là 25.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20k cho một cái bịch bọc cỗ này thôi. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá. Bọc cỗ. Bọc cỗ giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Phương ơi. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái mã đai siết nhá. Một hộp này của nó là 26 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp đai siết như này. Hàng này thì nó sẽ là đây, các cái thông số của nó đây các bác này. Đấy, tổng của nó sẽ là đi 26 chiếc này, 26 chiếc đây. Các thông số kích thước của nó đây. Đấy. Thì có to, có nhỏ, có lớn, có bé, có những cái dòng phổ thông như này để cho các bác sử dụng này. Đấy, có hẳn dòng to, hẳn dòng nhỏ hẳn nhá. Đấy. Một hộp này của nó là 26 chiếc đai siết như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá, 50k. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Để xem cái hàng này là của nó là nguồn gốc là đâu các bác nhá. Đó. Đây các bác. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nguồn gốc của nó là hàng của Đức nhá, hàng của Đức đây. Đấy, Germany các bác này. Đấy, Germany đây. Hàng của Đức rất chất lượng cho các bác luôn. Nó có địa chỉ, có thông tin nhà sản xuất rõ ràng. Mã tem, mã vạch đồng hàng Germany nhá. Hàng của Đức. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đai siết nhá. Đai siết. Một hộp này là 26 chiếc và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000. Một hộp đai siết như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đai siết này. Đó. Đai siết nhá. Đai siết giá của nó sẽ là 50k. 50k trên hộp 26 chiếc rất rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Đợt này thì về cho các bác giá sẽ tốt hơn một chút nữa nhá. Đó. Thì bên em bán lẻ sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá, 20.000 cho 3 chiếc như này. Còn ưu tiên bác nào lấy cả bịch nhá, cả bịch là 10 chiếc, giá thanh lý cho các bác chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 chiếc luôn. Khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc. Đấy. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn này. Đấy, một bịch này của nó là 10 chiếc thì bên shop bán lẻ sẽ là 20.000 ba cái. Kích thước của nó một chiều là 30 và một chiều là 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Đấy, khăn này thì các bác dùng để rửa mặt này, thấm hút mồ hôi tốt này, thấm hút nước tốt này, cực kỳ là sạch này. Đấy, và giặt phơi lên thì nó rất là nhanh khô. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 trên ba cái nhá. Đấy. Khi các bác mua lẻ thì nó khá là đắt, 20.000 trên 3 cái. Còn nếu bác nào ưu tiên mua cả bịch, em sẽ bán cho các bác cái giá đó là 50.000.
50.000 một bịch này 10 chiếc. Đấy, 50.000 một bịch này 10 chiếc. Thì tính ra các bác mua vào chỉ có 5k một chiếc này thôi. Đấy. Thì các bác mua đây, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k này, là bằng 3 cái nhá, 20.000 bằng 3 cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k nhá, 50k là bằng 10 cái luôn. 50.000 bằng 10 cái, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên thuốc về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc kiến dán nhá. Đấy đây. Thuốc này là thuốc dán nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Cái dòng này nó sẽ là dòng viên. Đấy, dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này thì rất là tiện này. Đấy. Thì ở đây nó thuốc là dòng thuốc sinh học rất là an toàn luôn, thuốc sinh học như này. Các bác cứ cho vào trong tủ quần áo này hoặc là các cái vị trí nào ví dụ như là gầm bàn, gầm ghế, rồi tủ quần áo, tủ bếp các thứ đây, nó là dạng thuốc sinh học như này. Đó, thì khi mà con dán nó sẽ ngửi thấy cái hơi thuốc này là nó sẽ chết thôi nhá. Thì nó rất là tiện luôn, hàng sinh học cực kỳ an toàn. Đây các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ an toàn với sức khỏe của con người. Đấy. Thì ở đây nó sẽ trị cho bác là kiến dán con này, dán tổ này, đấy, và tất cả các loại dán luôn, 1 2 3 4 này, thì phần bán của nó là số 1 trên toàn thế giới luôn nhá, số 1 trên toàn thế giới luôn. Đó, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan qua đây. Đó. Lên cho em hộp thuốc dán, giá sẽ là 50k nhá, hộp thuốc dán này. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán nhá, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này. Rất nhạy các bạn, nhạy lắm, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia máy xay khô nhá. Con này công suất của nó sẽ là đây, công suất của nó sẽ là 250W điện 220V. Đấy, 250W điện 220V. Và dung tích của con này thì nó vào khoảng là đi nửa lít nhá, nửa lít. Đấy, khoảng 250 thôi. Đấy, chắc là khoảng 300-400 gì đây đây các bác này. Đấy. Và các bác có thể dùng để xay tiêu, xay điều này, xay cà phê, xay các loại hạt thì ok. Các bác chỉ cần đậy nắp vào này cho em này. Đấy, nhấp như này là máy nó sẽ chạy này. Máy chạy tít lắm các bạn. Máy chạy tít dùng rất là ngon luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Xay các loại hạt này, ngũ cốc, tiêu, điều đều được hết nhá. Lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô, giá chỉ có 120.000 thôi. Máy xay khô này. Máy xay khô, giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 40.000. Đợt này về cho bác cái giá chỉ còn là 30k cho một hộp xương khớp bọ cạp này thôi. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này. Thì con này dùng rất là tiện ích luôn. Được chiết xuất từ các cái dòng như là bọ cạp này, rắn này, thạch trùng này, rồi rết này, rồi cóc này. Đấy, là cái dòng thuốc nam của Nhật rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình bôi. Cái dòng này thì chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau xương, đau xa, đau thắt lưng các thứ, bôi đều khỏi hết nhá. Dung tích của nó là 20g cho một lọ thuốc trị xương khớp bọ cạp của Nhật như này. Em bán có khách lấy cả 10 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 30k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho bác luôn. 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này thôi. Giá thanh lý cực kỳ là ưu đãi cho bác luôn. Xương khớp bọ cạp đây, nó có hình con bọ cạp như này nhá. Đó, giá sẽ là 30k trên một típ, em đang bán 40.000, thanh lý cho bác giá 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái súng như này và bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Thì các bác cứ lắp vào là mình massage cổ, vai, gáy, rồi nói chung là bắp tay, bắp chân. Đấy, giữ lì cho em là máy lên này, có 5-6 cấp độ dung này, các bác nhấn này cho em. Đó, đây các bác xem nó massage cái bắp tay này. Đó, rất tốt rồi các bác. Cho bắp đùi này các bạn. Đấy, dùng rất là mạnh luôn các bạn này. Đó, các bác thấy chưa? Đấy, cái bắp đùi em nó nháy lên này, các bạn thấy chưa? Đó, dùng bắp đùi được cổ, vai, gáy, rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ linh tinh và linh tinh. Đấy, các bác dùng chỗ nào cũng được. Đấy, hai vợ chồng mua về mình dùng cho nhau hoặc là các bác có thể tự dùng cũng ok thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 đầu dùng này, 1 đầu này, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu dùng này kèm một cái cáp sạc nhá. Đấy, nó hình khẩu súng như này. Cho nên bên em gọi luôn nó là sẽ là súng thư giãn nhá. Đấy. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn này. Đấy, gọi nó là súng thư giãn. Giá sẽ là súng thư giãn này. Súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô ô tô đồ chơi này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. Giá này chỉ có 80k thôi. Các
các bác mua về cho trẻ em thì mình chơi sáng tạo rất là thích luôn này. Đấy, nó sẽ là dòng tự động chạy nhá. Đấy, các bác kéo con này nó chạy này. Đó, nó chạy rất là tít luôn. Đó, kéo con này chạy rất là tít luôn các bác nhá. Thì rất là tiện này. Đây, con nó chạy. Đấy, con chạy rất là tít luôn, rất là tiện. Thì để cho các em nó thả sức chơi sáng tạo này. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. 30 chiếc, 80.000 cho 30 chiếc ô tô này, mua về rắc khắp nhà luôn. Tha hồ thoải mái chơi sáng tạo, tránh xa điện thoại, máy tính bảng, rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ô tô đồ chơi nhá, ô tô đồ chơi. Giá sẽ là 80k. Đó. Lên cho em là hộp ô tô này. Hộp ô tô giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một hộp ô tô như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhá. Hàng thuốc nội địa của Nhật thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá đây. Dầu xay xe giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vảy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy, da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em rất là tốt luôn, thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này. 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho là nấm phụ khoa nam nữ, nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ, cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy, hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa, đấy, rồi là bị mụn, các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy, viêm da cơ địa giá sẽ là 50k. Đó, ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em, dùng rất là tốt luôn. Đấy, hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Đây các bác này, một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá, bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị
ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này, 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vảy nến á sừng nhá. Vảy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vảy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vảy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bú trĩ, xa bú trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bú trĩ, xa bú trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này. Đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhá. 100k cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1 2 3 4 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là thuốc nhỏ mắt, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn.
Rồi ok.